Hello xin chào tất cả anh em, mình là Thắng đến từ công ty HCE. Hôm nay mình xin tiếp tục mang đến cho anh em một cái bộ sản phẩm đến từ Đức. Đó chính là bộ tiếp lục giác 61 chi tiết của Matador. Dành cho anh em nào chưa biết thì Matador là một cái thương hiệu đến từ Đức, được công ty HCE nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam. Nếu mà anh em nào mà quan tâm đến cái thương hiệu này thì có thể lên cái website chính là matador.de để chúng ta tìm hiểu thêm. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với cái bộ sản phẩm, đó chính là bộ 41189230. Bộ này 61 chi tiết nha anh em. Đây, đầu tiên tổng quan về sản phẩm thì chúng ta có một chiếc hộp bằng kim loại ở đây. Chiếc hộp này được sơn màu đen và sơn tĩnh điện luôn nha anh em. Anh em khỏi lo bị chảy hoặc là chóc. Ở đây thì có logo của Matador được dập nổi, được gia công nổi ở đây. Chúng ta có một chiếc hộp bằng kim loại khá là nặng. Vật rất là chắc chắn anh em, này sẽ bảo vệ thiết bị các cái chi tiết bên trong một cách tuyệt đối. Ok, để tránh làm mất thời gian của anh em thì mình sẽ mở cái hộp này và review từng chi tiết cho anh em cùng theo dõi. Thì dưới đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, anh em có thể chiêm ngưỡng. Nhìn rất là chói lóa đúng không anh em? Chúng ta có một chiếc tem ở đây. Đó, chúng ta bỏ một bên. Về bộ sản phẩm này thì mình sẽ chia ra làm hai phần để review cho anh em. Thứ nhất là một phần 2 inch và các cái chi tiết 1 phần 4 inch. Thì các cái chi tiết 1 phần 2 inch nó sẽ lớn hơn thì mình sẽ review đầu tiên cho anh em cho nó dễ. Đầu tiên chúng ta có một cái cây cần tự động ở đây. Chúng ta có một cây cần tự động nhìn rất là chất lượng đúng không anh em. Các cái chi tiết được gia công rất là tỉ mỉ. Phần tay nắm thì chúng ta có một phần tay nắm bằng cao su chống trơn trượt cho anh em. Đây mình sẽ chiếu gần lại cho anh em cùng xem. Quá chất lượng luôn đúng không anh em. Ok, tiếp theo chúng ta có hai cái cây cần nối dài 1/2 inch. Thì hai cây cần nối dài này có cái chiều dài lần lượt là 125mm và cái cây cần dài là 250mm anh em. Đây, mình sẽ chiếu gần lại cho anh em xem. Cái phần này thì nó có cái phần chống trơn trượt cho anh em lúc mà lắp, tháo lắp sản phẩm nha. Tiếp theo mình sẽ đi đến chúng ta có một cái đầu lắt léo ở đây. Anh em có thể đây một cái đầu lắt léo 1/2 inch. Tiếp theo đã đi kèm với lại cái cần tự động và cái cần nối dài, chúng ta có 18 cái khẩu tiếp ở đây. Anh em có thể thấy 18 cái khẩu tiếp này nó sẽ có cái size từ size số 10 cho đến size số 32 anh em. Đây. Anh em xem 32. Theo mình thì tất cả những cái size mà phổ biến cho cái bộ này đều nằm ở đây rồi, nên anh em có thể yên tâm và sử dụng thôi. Đây, tiếp theo mình sẽ đi đến các cái chi tiết 1/4 inch để cho anh em cùng theo dõi. Đầu tiên chúng ta cũng có một cái chiếc cần tự động ở đây. Đảo chiều rất là nhìn rất là nhỏ nhỏ xinh xinh đúng không anh em. Cái cây cần này thì nó cũng được gia công rất là tỉ mỉ. Anh em có thể thấy đây, mình sẽ chiếu gần lại cho anh em xem. Phần tay cầm chúng ta cũng có một cái phần tay cầm được bọc cao su chống trơn trượt cho anh em. Và tiếp theo chúng ta sẽ có một cái tay cầm đầu để chúng ta nối các đầu vít ở đây, mình gọi nó là tay cầm tua vít đi ha. Phần tay cầm này thì nó cũng được có một lớp nhựa để cho anh em chống trơn trượt cho anh em. Từ việc có cái hình cái kết cấu hình vuông như vậy thì nó đã làm cái phần gia tăng cái lực cho anh em rất là lớn rồi ha. Ở đây nó còn có một cái nối cần tự động ở đây để cho anh em mở cho nó đỡ tốn công. Đây chúng ta sẽ nối cái cần tự động ở đây. Và tiếp theo chúng ta có một cái đầu lắc léo 1/4 inch. Nhìn cũng rất là nhỏ nhỏ. Đây, tiếp theo chúng ta cũng có một cái cần nối dài ở đây. Cái cần nối dài này thì dài 50mm nha anh em. Phần tiếp theo thì chúng ta có những cái đầu vít ở đây và những cái đầu mở bu lông ở đây. Chúng ta đầu tiên chúng ta có cái đầu bu lông sao, hình sao. Ở đây mình sẽ chiếu cho anh em xem. Đây là những chiếc bu lông mở những con ốc hình sao vào nha anh em. Thì theo mình tham khảo được thì những con ốc này nó nằm bên trong lốc máy của những chiếc ô tô. Chúng ta có thể dùng cái này để chúng ta mở những con ốc đó. Tiếp theo chúng ta có 5 cái đầu lục giác đi từ size từ 3mm cho đến 5-8mm nha anh em. Ở đây mình sẽ lấy cái size nhỏ nhất và size lớn nhất để anh em dễ theo dõi. Tiếp theo chúng ta có 6 cái lục giác sao ở đây đi từ
TX10 cho đến TX30. Ok, tiếp theo mình sẽ có những cái đầu như ba cái đầu vít dẹp, và chúng ta có những cái đầu vít dẹp mình sẽ lấy mẫu cho anh em từ cái một, hai đầu ba ke và hai đầu VZ. Ba ke thì nó sẽ đi từ PH1, PH2, VZ1 và VZ2. Đây chúng ta có cái đầu đầu dẹp, đầu ba ke và đầu VZ. VZ thì nó có cái khí ở đây. Để tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với còn lại chúng ta có 13 cái tiếp mở bu lông ở đây. Phần tư inch nó có cái size từ hình theo mình thì từ 4 đến đến 14 mm nha anh em. Ok, đó, trên đây là toàn bộ cái sản phẩm của chúng ta. Cái tiếp theo thì mình xin lắp thử một vài cái sản phẩm để cho anh em cùng theo dõi. Đầu tiên chúng ta sẽ có lắp cái bộ phần 1/2 inch trước nha anh em. Đây mình thử lắp một cây cần nối dài, cần ngắn để cho nó dễ. Tiếp theo mình sẽ lắp cái cây khẩu tiếp vô. Đây, chúng ta sẽ có cái sản phẩm như thế này. Để anh em vặn. Cái này thì mình nghĩ là anh em đều rất là quen thuộc rồi. Nên là mình sẽ đi qua một bộ phần tư để cho nó nhìn cho nó khác một chút nha anh em. Qua một bộ phần tư thì chúng ta sẽ thử với một cây đầu vít trước. Đầu vít này thì nó sẽ gắn các cái đầu vít vào, rất là dễ dàng anh em. Thao tác gắn vô và thẹt và lấy ra rất là dễ dàng, chắc chắn. Tiếp theo thì chúng ta có thể lấy cái đầu vít này, chúng ta có thể gắn cái phần mở tiếp nhỏ nhỏ ở đây. Hoàn toàn chúng ta vẫn có thể làm được. Thay vì cái đầu vít này thì mình vẫn có thể dùng nó để làm cái cây nối dài được luôn anh em. Mình giả sử như ở đây, khi mà mình mở những con bù lông nó nhỏ thì mình có thể lắp như vậy. Và mình sẽ dùng cái cây cần tự động này, rồi mình lắp vào cái phần đuôi của cái tua vít này và mình mở như bình thường. Hoặc là chúng ta có thể gắn cái đầu, thay vì cái đầu mở bù lông, mình có thể gắn cái đầu vít vào đây. Đây, và chúng ta sẽ lắp cái phần cây tự động này vô cái phần tua vít này để chúng ta mở cho nó dễ dàng và nhanh chóng. Phần tiếp theo thì mình sẽ thử cho anh em cái phần như cũ, nó là một cái phần nối dài. Sẽ lắp vào đây. Chúng ta sẽ đưa những cái khẩu tiếp 1/4 vào. Đây, nhìn cũng rất là nhỏ gọn đúng không anh em? Ngày vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm nhanh qua cái bộ sản phẩm, đó chính là bộ tiếp 61 chi tiết của Matador. Thì theo mình mà đánh giá thì bộ sản phẩm này để mà tìm được một cái lỗi để chê thì thực sự rất là khó. Anh em có thể thấy là từ những cái thiết kế, hình dáng bên ngoài hoặc là về cái chất lượng thì chúng ta đều rất là khó có thể chê được. Mặc dù hoặc là chúng ta có thể thấy được là trên những cái chi tiết nhỏ nhỏ thôi, chúng ta sử dụng rất là dễ chịu. Ví dụ như những chi tiết lấy sản phẩm để thiết kế làm cho chúng ta, ví dụ như đây mình lấy sản phẩm thao tác lấy rất là dễ dàng. Mình sẽ lấy tất cả những cái sản phẩm rất là một cách rất là dễ dàng và mang lại cái cảm giác dễ chịu khi mà mình sử dụng bộ sản phẩm này. Thì theo mình thì bộ sản phẩm này nó rất là phù hợp với những cái anh em nào mà chuyên phải làm việc hoặc là thao tác trên những cái thiết bị cao cấp hoặc là đắt tiền. Thì việc sử dụng những bộ sản phẩm cao cấp như vậy sẽ giúp chúng ta bảo vệ những cái chi tiết mà khi chúng ta tháo lắp sản phẩm thì nó sẽ không bị hư hại những cái con ốc hoặc là bù lông. Vì những cái bộ sản phẩm cao cấp như vậy thì nó được gia công có cái độ chính xác rất là cao. Ok, thì nếu anh em nào mà có nhu cầu về cái sản phẩm này thì có thể đến trực tiếp công ty HCE để chúng ta trải nghiệm thực tế cái bộ sản phẩm này. Hoặc là chúng ta có thể liên hệ đến số hotline để sẽ có các bạn sale tư vấn và liên hệ báo giá với anh em. Okay, cuối cùng thì mình xin chúc anh em có một cái tuần làm việc thật là hiệu quả. Anh em đừng quên subscribe kênh để có thể theo dõi những cái clip mới nhất đến từ công ty HCE. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các clip lần sau.